Dạ, chị biết thử thôi. À, cô thử coi nó béo không? Ngày bơi là không nổi luôn. Này này đó. Mưa quá định. À, mưa quá cô, Sài Gòn mưa. Ngày mới cô gọi con là nó lại mềm cơm nữa rồi đó. Từ nãy trên đúng là mưa theo luồng mây á cô, cái này không thấy mưa luôn. Dạ. Trái nhỏ nhỏ. Mấy cái nhỏ nhỏ đó không sợ cơm không bằng này nè. Nhỏ mấy con vàng đó. Nó mềm. Có lô sầu riêng mới rồi ngon. Nó lại lô chính trước lô này của con. Dạ. Con sợ nó chín mềm con quá. Tại vì nó đá cô trước lô này. Cô là thường lên cô mua nhiều lắm quý bà cô chú anh chị và các bạn. Nó không béo. Cô từ thành phố Thủ Đức chạy lên chợ Thủ Đức á, tay cái đi đâu không cô? Dạ. Dạ. Còn như là cô thấy là cô có bán phá lấu nữa đúng không? Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, cô có bán. Dạ, à dạ. Nó không ngọt đậm. Nó thiếu cỡ lợi chứ. Đúng rồi, nó nay nghỉ. Dạ. À, hôm qua bán đuối nay nghỉ. Muốn nhỏ hả? Con sợ cái cơm nó không đủ độ ngọt ăn không ngon á. Sao béo ngọt là cô cho đó. Lô này là béo ngọt. À đúng rồi, cô tặng. Lô này ai thích ăn thái là cô cho cũng được luôn. Ừ. Tại vì độ béo nó nhiều lắm. Ở đâu cô? À, dưới Thủ Đức à? Dạ. Thấy chưa cô? Thấy không? Cô mối là từ 415 nè, rồi lên trên này nè. Rồi ở gần nhà có vựa to mà cũng không ghé nè. Rồi lên ủng hộ vợ chồng Thanh. Nhiều đó, đủ cạnh tranh lắm. Chú rất nhiều. Cô chạy từ dưới đó chạy lên đây xa lúc đó chứ. Rồi. Xa lắm luôn. Hơn tiếng đồng hồ á. Hơn tiếng đồng hồ cô? Hơn tiếng hồ. Dạ, kẹt xe hơn tiếng hồ. Dạ. Cô vô tới trong con mà quý dữ lắm, quý luôn á. Ngoài đó nhiều người bán sầu riêng lắm. Cô nội đi qua ngang Bình Thạnh thôi là dữ lắm nhiều. Cô đi qua mấy cái vựa sầu riêng ở dưới từ Thủ Đức mà đi lên ta qua Bình Thạnh đó mà cô thấy cô lơ. À, mối nhiều lắm luôn, nhiều dừa lắm luôn, quá trời dừa luôn chứ không có nhiều. Dạ. Một ca cô hả? Cô. Dạ. Dạ. Sao xíu. Đó mà bán dở cho cô là cô giận con luôn á. Phải tìm trái xuất sắc nhất cho cô nha, bạn lội. Con không dám lấy trái dở lắm. Này béo này. Dở ngọt, cho cô thử muối nhỏ ra cái tiền muối nó ngọt á. Cái muối nhỏ đó mà dở là bỏ lại dễ gì bỏ vô. Muối nó vừa ngọt vừa béo luôn. Cho nên tôi liền uống 5 trái. Nãy giờ đó là 5-6 trái gì rồi đó. 5-6 trái rồi đó. Uống 5 trái rồi đó cho cô. Cô có bán phá lấu rồi nữa, nên là bánh mì phá lấu. Thời gian là đầu video cô có nói đó. Cô chú anh chị và các bạn có dịp mình đi ghé ngang qua đó mình ghé mình thưởng thức nha. Em kêu là em xuống em quay thưởng thức bánh mì của cô mà nó nghịch đường quá, không có thời gian để đi xuống nữa. Dạ anh Hà có quay rồi, cô có coi clip đó mà. Dạ anh Hà anh đi làm gần với đó cô. Dạ. À. Không có đâu. Làm gì có. Không, ai người ta tự người ta ấy chứ làm gì có. Mấy hộp cô? Ký mấy? 3,775 rồi đó. Cô một lần cũng. Dạ 1.470. Dạ. Còn 3,8 á, 3,775 rồi. Thêm cho con trái nữa. Không, cô một lần cô lên cô mua nhiều lắm. Đó. Quá trời luôn á. Còn muối. Muối lấy không ngon lên cái này luôn không? Được luôn hả? Dạ. Ôi ơi. Cô mua quá trời luôn á. Mà cô mua cái lô này có trái luôn á. Đúng rồi. Cái lô này nó ngon. Rõ dày quá ha. Dạ. Ở cái lô này cô vô là con nói con chỉ có cần cơm được cho cô thôi. Đây là cô với nay là trái là đâu có nhiều muối đâu. Dạ. Đúng rồi. Nên bạn với bán cơm là không có sợ vỏ dài vậy, cơm mình mới chọn ngon thôi. Mình chọn cơm ngon cho cô thôi, không biết vỏ nó dữ lắm vậy. Trái này không đủ hộp nên trái nó có nhiều muối nè. Đó, trái này không đủ hộp nè. Đổi muối nát cái muối này cũng không được, không hơi trong. Cái này chợ Thanh Khuê là tới thứ 7 rồi đó. Chỉ cần một ngày mà vợ Thanh chỉ cần khoảng 10 khách như thế này là bắt cười rồi. Cô cười kia kìa, vợ Thanh cười liền à. Dạ. Mới cô cho cô cái bãi trái mà tóc mồ hôi rồi. Khách quá vip luôn mà. Ngày ở đâu mà 10 người như cô đây. Em mừng hụt không? Rồi, đủ. Tắm. Mùa này nó không ngon cô. Dạ. Không đúng mùa. Cô rắn rắn con nghĩ là qua Tết âm lịch mình mai có thái. Đúng không?